Con đang ngủ sai lắm, chưa dậy. Em có đi đâu rồi cứ đi đi, thủng thẳng về. Có anh ở nhà mà. Bạn của trời ơi. Thằng nhỏ đang ngủ. Xó ghi bạn ruột. La nữa. Mệt quá, muốn gì lấy điện thoại ra nhắn tin đi. Đừng nói gì nha. Qua rủ đi uống cà phê. Đang còn nhỏ, không có đi uống cà phê được. Với lại coi nhà. Nhà ở đâu? Vợ tôi đi chợ rồi. Ê, sao không thấy tin nhắn trả lời qua? Trả lời miệng được rồi. Trả lời tin nhắn chỉ cho tốn tiền. Vậy là tao nhắn qua là tao tốn tiền đó. Chứ gì nữa. Thôi bị dẹp luôn đi, mệt rồi quá. Nói nhỏ nhỏ đi, thì đâu tốn tiền. Qua đang chi vậy? Tao qua tao rủ mày đi uống cà phê. Đang coi nhỏ, rồi coi nhà cửa rồi kia. Không đi được đâu, bữa khác đi. Thì không ấy mày. Đóng cửa rồi bồng thằng nhỏ đi luôn. Về vợ tôi mà thấy đóng cửa ẩm nhỏ đi, chắc nó cào đầu tôi quá. Không được đâu. Bữa khác đi. Từ ngày mày có vợ, tao thấy mày để vợ lên đầu không. Ủa, tại sao không? Tí tôi mới dạy á, là có vợ phải để vợ lên đầu mới trường sinh bất tử. Thằng quỷ này, chỗ ta đang câu cá lại hù vậy? Xin lỗi, xin lỗi. Wow. Câu lâu chưa? Câu sáng giờ rồi mà chưa dính con nào á. Chiều nay không biết ăn gì nữa nè. Khỏi ăn, đi uống cà phê với tôi đi, tôi bao. Thôi, tôi còn nhiều việc lắm. Với lại câu cá xong tôi tranh thủ về sửa điện nha. Cúp điện từ tối qua đến giờ rồi. Ê, vậy cho tôi về sửa phụ ông đi. Xong cái mày đi cà phê luôn. Không, tôi nói tôi đi không có được. Tôi lâu lâu tôi mới được nghỉ một bữa. Cho nên tôi tranh thủ tôi ngủ nguyên ngày cho nó khỏe bạn ơi. Ngủ xong có đi không, tôi đợi luôn. Tôi đã nói tùm lum việc hết đó, tôi không có đi đâu. Ông đi đi. Không đi thiệt luôn á hả? Đã nói không có đi. Cái gì vậy? Chó đen con cá đen chọi. Tôi xin lỗi. Mà thiệt á, tôi bực thiệt luôn á. Giết rồi á, xẻo lá rồi nè, có mấy thằng bạn à. Thằng á thì ở nhà giặt đồ cho vợ, giữ con. Thằng này đi sửa xe. Rồi thằng đi đâu tuốt ở trên Sài Gòn vậy á. Kiếm một thằng để uống cà phê, đàm đạo, nói chuyện. Thiệt là khó luôn á. Ông á cũng phải thông cảm với người ta. Ai cũng có cuộc sống riêng hết rồi. Còn của mình ông, tối ngày cứ lông nhông đi chơi phá làng phá sớm không mà. Lo kiếm cái gì làm đi. Cảm ơn. Nó giận lẫy đó. Hay ông đi kiếm thằng Tèo đi. Đang quay giờ nó rảnh, nó đi với ông á. Ha. Có thằng bạn chiếc cốt mà quên. Ủa sao chưa đi nữa? Đi chi? Lỡ qua bển nó bận giống như ông thì sao, mất công tôi đi kiếm nó nữa chứ giờ sao. Gọi điện thoại